Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh YingLi, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Người tìm xác, tác giả Lạc Lâm Lang, chương 1022. Chú Lễ nghe xong cười khan mấy tiếng, sau đó lắc đầu một cái nói, hẳn là không có chuyện gì lớn đâu, cháu đã là lão đồng tử rồi, nước tiểu cũng khác với đồng tử nhỏ tuổi, cho nên uy lực không lớn đâu, nhiều nhất chỉ có thể cho tiểu quỷ kia một bài học thôi, khẳng định lần sau không dám trêu chọc cháu nữa. Mặc dù chú ấy đã nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không yên, vì vậy tôi bảo Đinh Nhất lái xe đưa tôi đến phòng trọ của Viên Mục Giả, nhỡ đâu có vấn đề gì liền mời chú Lê đến giúp đỡ. Nhưng Đinh Nhất nghe vậy rất không vui, lạnh giọng nói, có thể nuôi tiểu quỷ thì dĩ nhiên có biện pháp xử lý chuyện này rồi, hơn nữa tiểu quỷ kia muốn hù cậu, nó đáng đời thôi. Tôi nghe cũng có chút chột dạ nói, trước đó thật ra tôi đã chơi xấu tiểu quỷ đó. Đinh Nhất vừa lái xe đến trước nhà Viên Mục Giả, tôi không lập tức đi vào, mà đến tiệm nhỏ bên cạnh mua ít bánh mà trẻ con thích ăn. Dỗ con nít mà, mua một ít thức ăn đến so với đến tay không thì tốt hơn chút. Bởi vì sắc mặt Đinh Nhất có chút không tình nguyện, cho nên tôi bảo anh ta chờ ở xe. Dẫu sao thì lần này tôi cũng có ý đi vào xin lỗi, mang vị thần mặt đen như anh ta vào cùng thì thật có chút không thích hợp. Kết quả là khi Viên Mục Giả ra mở cửa nhìn thấy tôi, sắc mặt hơi sầm xuống một chút, sau đó ngay lập tức khôi phục lại bình thường nói, anh Trương, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao? Tôi có chút lúng túng, liền cười rồi lắc túi quà vặt trong tay nói, cậu bảo thân thể không thoải mái mà, cho nên tôi đến xem chút, có việc gì không? Viên Mục Giả dương mắt nhìn Đinh Nhất phía sau, sau đó nghiêng mình qua để tôi vào. Sau khi đi vào nhà, trước hết tôi nhìn bốn phía một chút, sau đó quay đầu nói, cái đó, tiểu quỷ kia không sao chứ? Viên Mục Giả nghe vậy thì bình tĩnh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó sâu kín nói, mới vừa dỗ nó ngủ rồi, từ lúc trở về nó cứ khóc không ngừng. Tôi vừa nghe vậy thì càng thêm ngượng ngùng, dẫu sao tôi cũng là người lớn, bất kể nó là người hay quỷ thì đều nhỏ hơn tôi rất nhiều, bắt nạt một đứa con nít quả thực khó nói nên lời. Vì vậy tôi liền đem quà vặt trong tay để lên bàn, cười bồi nói, không sao thì tốt rồi. Quả thực tôi không cố ý. Tôi ít khi tiếp xúc với những linh thể như nó, cho nên không biết làm như vậy sẽ thương tổn tới nó. Nhưng Viên Mục Giả lại không mặn không nhạt nói, không việc gì, điều này không thể trách anh, chủ yếu do nó không ngờ tới anh lại là đồng tử. Cậu ta vừa nói vậy, cái mặt mo của tôi cũng lập tức đỏ lên, không biết nên làm sao tiếp lời. Sau đó tôi không biết nên nói gì nữa, vì vậy liền nói, tiểu quỷ này của cậu là được gia truyền hay tự cậu nuôi? Sau khi hỏi xong tôi cũng khinh bỉ chính mình, tiểu quỷ thì làm gì có chuyện gia truyền. Nhưng lại thấy Viên Mục Giả vô cùng nghiêm túc trả lời tôi, nó là em trai tôi, lúc 6 tuổi nó bị chết yểu, bởi nó có tình cảm rất tốt với tôi nên vẫn không chịu rời đi. Vì không để nó biến thành ác linh, tôi chỉ có thể luyện nó thành như bây giờ, rồi luôn mang theo bên người. Cậu ấy là Cu Mang Thông à? Tôi tò mò nói. Viên Mục Giả lắc đầu một cái nói, cũng không khác lắm, bởi phương pháp luyện thể khác nhau, cho nên em trai tôi là một tiểu quỷ rất hiền lành. Tôi nghe liên thầm nghĩ, hiền lành, có ư? Nếu tôi là người bình thường, vậy thì lúc ở nhà vệ sinh trong quán ăn vừa nãy chẳng phải đã bị hù chết rồi ư? Lúc này Viên Mục Giả như là nhìn hiểu tôi đang nghĩ gì, liền nhún vai với tôi nói, thật ra lúc đó nó chỉ muốn đùa dai, dù sao anh cũng chơi xấu nó trước. Tôi nghe cậu ta nói thể liên lúng túng cười nói, thật ra trong WC tôi cũng chỉ muốn đùa nó chút thôi, nhưng lúc đó đang buồn vệ sinh. Nó lại xuất hiện đúng lúc đó, tôi không nhịn được. Đúng rồi, em trai cậu có chuyện gì không? Tôi nghe nói tiểu quỷ bị, có thể bị tổn thương thần hồn. Đạo hành thấp thì có thể bị như vậy, nhưng em trai tôi không bị đâu, nhiều nhất chỉ khó chịu chút thôi. Viên Mục Giả trầm giọng nói. Tôi nghe vậy trong lòng lại có chút không thoải mái, vì vậy liền đem túi quà vặt đến trước mặt Viên Mục Giả nói, ngày mai nó tỉnh lại, cậu đem những thứ này cho nó, coi như anh trai tôi đây bồi tội với nó. Ai ngờ Viên Mục Giả lại lộ ra ánh mắt giảo hoạt nói, không cần đâu, anh vẫn nên tự nói với nó đi. Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy sau cổ chợt lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đúng là con tiểu quỷ ở WC lúc trước, bây giờ đang mặt đầy tức giận đứng sau lưng tôi, thổi khí lạnh vào cổ tôi. Tôi xem vậy liền trợn mắt, như vậy còn hiền lành ư? Nếu không phải anh trai nó đang ở đây, tôi đã đánh nó một trận rồi. Ai ngờ ngay lúc đó, tiểu quỷ kia đột nhiên hét lên một tiếng rồi chạy biến về phòng, đóng cửa thật mạnh. Tôi có chút bất đắc dĩ giơ cao tay nói với Viên Mục Giả, tôi không làm gì đâu, tôi vô tội. Viên Mục Giả đầu tiên nghi ngờ nhìn tôi, sau đó liền dời mắt đến răng thú trước ngực tôi, rồi hết sức kinh ngạc nói, anh lại có vật này hộ thân à? Xem ra em trai tôi sau này không dám trêu đùa với anh đâu. Tôi cúi đầu nhìn về phía cái răng thú trước ngực, trong đầu nghĩ, nếu cậu ta có thể nhận ra vật này, vậy bản lĩnh khẳng định là cao hơn tôi. Nghĩ vậy liền muốn thăm dò cậu ta chút, tôi liền mở miệng nói, tình huống của tôi chắc cậu biết chứ. Viên Mục Giả gật đầu nói, anh Bạch đã nói với tôi một chút, anh ấy nói anh rất đặc biệt. Sau khi nghe cậu ta đánh giá, tôi liền bật thốt lên, thật ra thì cậu cũng rất đặc biệt. Mặc dù đêm đó, ban đầu chúng tôi trò chuyện không trôi chảy lắm, nhưng sau đó lại tốt đẹp, càng trò chuyện càng muốn nói nhiều hơn. Cũng từ đêm đó trở đi, tôi thay đổi cái nhìn về cậu ta, tôi thấy Viên Mục Giả cũng không phải người không thể thân cận như vẻ bề ngoài. Theo như lời cậu ta, từ nhỏ đã là một quan tài tử, cũng là một sao chổi. Quê cậu ta là một thôn miền núi nhỏ ở Quảng Tây, mẹ cậu ta chết khi đang sinh cậu con trai này. Khi mọi người nghĩ là cả mẹ lẫn con đều không qua được, bắt đầu chuẩn bị hậu sự thì mẹ Viên Mục Giả lúc này đã tẩm liệm và bị đưa vào quan tài, lại sinh ra một đứa bé mõm mĩm nặng đến 4 cân, cũng chính là Viên Mục Giả. Chuyện như vậy xảy ra, những người tổ chức tang lễ đều sợ choáng váng, ngay cả cha cậu ta cũng đứng ngẩn ra trước quan tài, không biết có nên ôm con từ quan tài ra không? Chương 1023. Nếu như dùng góc độ khoa học để giải thích chuyện này thì rất khó, nhiều lắm thì nghĩ Viên Mục Giả chưa chết trong bụng mẹ, mà chỉ không cựa quậy thôi, người nhà liền nghĩ cậu bé đã chết. Lúc đó nếu đến bệnh viện huyện để sinh đẻ, TV có lẽ mẹ của Viên Mục Giả cũng không chết, mà cậu ta cũng không trở thành quan tài tử trong mắt mọi người. Mặc dù mọi người trong thôn đều nói Viên Mục Giả là sao chổi, hẳn nên chết cùng mẹ cậu ta lúc hạ táng, nhưng bà nội của Viên Mục Giả lại phản đối, dẫu sao cũng là cháu trai ruột, lại còn là một bé trai mõm mĩm, các người nói là sao chổi thì là sao chổi chắc. Nhưng đúng là cha Viên Mục Giả không thích cậu ta, có lẽ trong tiềm thức ông ấy luôn cảm thấy Viên Mục Giả đã hại chết vợ mình, cho nên từ nhỏ ông ấy đã không quan tâm cậu ta. Hơn nữa người trong thôn đều nói Viên Mục Giả là sao chổi, như vậy ông ấy càng không thích đứa con trai này. Viên Mục Giả trước 6 tuổi luôn ở với bà nội, vì bà nội vẫn luôn không tin cháu trai mình là sao chổi chuyển thể. Cho nên đến khi sức khỏe bà càng ngày càng không tốt, cha Viên Mục Giả mới không thể không đón hai bà cháu về. Nhưng lúc này trong nhà đã có mẹ và em trai mới, cũng may người mẹ mới đối với Viên Mục Giả cũng không tệ, em trai mới suốt ngày quấn lấy cậu ta gọi anh trai. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gan, năm Viên Mục Giả 13 tuổi, nhà cậu ta xảy ra một việc lớn thay đổi hoàn toàn số mệnh cậu ta. Năm ấy cậu ta mới lên lớp 7, người nhà đưa cậu ta đi học ở thị trấn xa nhà 100 cây số, mỗi lần được nghỉ, Viên Mục Giả sẽ mua một ít đồ ăn ngon về cho bà nội và em trai. Nhớ mùa hè năm đó vô cùng oi bức, trẻ con trong thôn đều đi đến những ao lớn bên cạnh để tắm. Những cái ao này với người lớn cũng không phải quá sâu, chỉ chừng 2 mét, nhưng với đứa em trai 5-6 tuổi của Viên Mục Giả thì quá sâu, cho nên Viên Mục Giả không để em trai tới đây tắm cùng những đứa trẻ khác trong thôn. Nhưng buổi trưa hôm đó, Viên Mục Giả ở nhà làm bài tập hè, không trông chừng em một lúc, cho nên mới tới trưa, những đứa trẻ trong thôn chạy về nhà họ nói, Viên Lỗi nhà cậu ta rơi vào vũng nước sâu rồi không lên được. Cha cậu ta đang làm việc liền vứt lại hết, vội vàng chạy tới nơi đứa bé kia chỉ. Theo lý mà nói, cái ao này chỉ sâu 2 mét, cho dù cha Viên Mục Giả không cứu được con trai, thì mình cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng số mệnh hết lần này đến lần khác đùa giỡn nhà họ, Viện Bảo Sơn xuống cứu con cũng không trở lại được, hai cha con cùng mất mạng ở ao nước đó. Viên Mục Giả chạy tới sau đúng lúc thấy mọi chuyện, cậu ta liền về gọi những người lớn bơi lội giỏi trong thôn tới, nhưng khi mọi người đều tới lại thế nào cũng không thể tìm thấy Viên Bảo Sơn và Viên Lỗi. Cuối cùng, mọi người trong thôn mượn máy bơm, hút sạch nước trong ao mới tìm được thi thể hai cha con. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy quái dị chính là khi toàn bộ nước đã bị hút lên, xác lão Viên lại vùi sâu dưới đáy bùn ao, con trai ông ấy thì cách đó không tới 1 mét trên đống bùn. Mẹ kế Viên Mục Giả biết chuyện, liền nổi điên, chạy đến trước cái ao, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thì chân mềm nhũn rồi ngất đi. Lẽ ra đây chỉ là việc ngoài ý muốn, có trách thể nào cũng không thể đổ lên đầu Viên Mục Giả. Nhưng những người trong thôn rất mê tín, nói Viên Mục Giả khắc chết cha và em trai, còn nói nếu không đưa cái đứa quan tài tử này về nhà thì đã không có thảm kịch này xảy ra. Nghe nhiều, mẹ kế Viên Mục Giả cũng tin tưởng như thế, hơn nữa cùng lúc tan chồng, tan con. Đây cũng là việc khó có người bình thường nào tiếp nhận được, cho nên bà ấy dù sao cũng cần giải tỏa nỗi đau buồn trong lòng. Vì vậy, người đàn bà vẫn luôn hiền lành này đem Viên Mục Giả đuổi ra khỏi nhà, nhưng bà nội Viên Mục Giả không đồng ý, liền làm rùm beng lên với con dâu. Kết quả là bởi vì bà nội đã lớn tuổi rồi, hơn nữa cũng vừa gặp liên tiếp tang con trai và tang cháu trai, cũng rất đau buồn, liền qua đời. Lúc này thì đúng là Viên Mục Giả đã tứ cố vô thân, không còn một người thân thích nào trên đời nữa. Bởi vì có tin đồn cậu ta là quan tài tử, khắc chết cả cha lẫn mẹ nên ngay cả thân thích cũng không muốn nhận nuôi vì sợ xui xẻo. Viên Mục Giả rơi vào đường cùng, đành phải trở về trường học kể lại tình hình của mình cho giáo viên. May mà Viên Mục Giả gặp được người thầy chủ nhiệm tốt, ông ấy đưa cậu ta ra cục dân chính xin nhận trợ giúp, kiên quyết không để học sinh của mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Bởi vì lúc đó Viên Mục Giả đã 13 tuổi, cho nên gia đình bình thường sẽ không nhận đứa con nuôi lớn như vậy, vì thế cậu ta chỉ có thể tạm thời ở trong viện mồ côi. Những năm tháng cậu ta sống ở đó đã giúp cậu ta quen với người canh cổng, ông Chu. Vừa mới vào viện mồ côi, Viên Mục Giả không thích ứng được, tính cách ngày càng lầm lì. Mặc dù trước đó cha cậu ta không thích con trai mình, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp của việc có người thân. Nhưng bây giờ cậu ta là cô nhi, ở trên đời này không còn một ai thân thích nữa, từ trong nội tâm cậu ta thấy vô cùng cô đơn. Cho đến khi ông Chu đột nhiên đi tới trước mặt cậu ta, nói cho Viên Mục Giả, cháu có biết em trai cháu vẫn luôn đi theo bên cạnh cháu không? Viên Mục Giả quả thật không thể tin được lời ông ấy. Em trai mình chết đuối ở trong ao, sao lại có thể đi theo mình được? Ông Chu thấy cậu ta không tin, liền lấy vật gì đó lau vào mắt cậu ta. Đến khi Viên Mục Giả mở mắt ra, thế giới của cậu ta đã thay đổi. Cậu ta nhìn thấy em trai trước kia vẫn luôn đi theo mình, Viên Lỗi. Chẳng qua là dáng vẻ bây giờ của nó có chút đáng sợ, không những toàn thân xám xanh mà còn nhỏ nước ròng ròng. Đây đúng là người thân của Viên Mục Giả, có thể thấy lại người thân thật là một cảm giác tuyệt vời, vì vậy cậu ta không chút nghĩ ngợi liền bế em trai lên. Viên Mục Giả chưa từng nghĩ đến việc có thể gặp lại được em trai như vậy, có thể cậu ta vẫn được ông trời thương xót. Sau đó ông Chu nói với Viện Mục Giả, ông ấy là một thầy âm dương, vì muốn lấy được tiền lương hưu nên mới làm gác cổng ở đây. Thời điểm Viên Mục Giả mới tới viện mồ côi, ông Chu thấy mệnh của cậu ta vô cùng kỳ lạ, nhìn một cái đã biết cậu ta hợp với nghề, vì vậy lúc này mới giúp Viên Mục Giả gặp mặt em trai. Chương 1024. Vì em trai, cũng để thoát khỏi mệnh sao chổi, cuối cùng Viên Mục Giả đã nhận ông Chu làm thầy, theo ông ấy học thuật âm dương. Sau đó, khi Viên Mục Giả lên lớp 11, ông Chu ốm nặng qua đời, trước khi chết ông ấy đã đem sở học cả đời truyền cho Viện Mục Giả. Lúc thi đại học, Viên Mục Giả chọn thị trường cảnh sát, bởi vì ngoài nghề đó, cậu ta không nghĩ ra ngành nghề nào khác hợp với mình. Hơn nữa cậu ta còn nói với tôi, thật ra cậu ta có thể phá án không phải cậu ta có bản lĩnh gì, chỉ đơn giản là hỏi ma quỷ mà thôi. Cái cậu ta gọi là hỏi ma quỷ chính là thông qua những du hồn gần đó, từ miệng chúng hỏi ra chân tướng vụ án. Sau đó ma ta kết hợp với một ít đầu mối ở hiện trường, liên kết chứng cứ với quá trình gây án, từ đó phá được vụ án. Khi Viên Mục Giả nhắc tới mệnh sao trội của mình khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân, tôi không khỏi nghĩ tới mình, vì vậy an ủi cậu ta nói, mệnh cách này không phải là thứ mà tôi với cậu có thể lựa chọn, nhưng tôi tin cậu có mệnh của cậu, những người thân đã chết của cậu có mệnh của họ, vì vậy chuyện bọn họ chết không liên quan đến cậu. Tôi cảm thấy những thân nhân kia của cậu không trách cậu đâu, cậu hỏi em trai cậu thì biết, sau khi chết, nó nguyện ý đi theo cậu, không phải chứng minh, trong lòng nó, cậu vô cùng quan trọng đấy sao? Viên Mục Giả nghe vậy liền gật đầu một cái, vừa định nói chút gì, lại đột nhiên hướng mắt đến túi quà vặt trên bàn. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, chỉ thấy một miếng khoai tây chiên trong túi quà vặt tự bay ra ngoài. Tôi nhìn thấy liền biết ngay, đây là tiểu quỷ Viên Lỗi kia không chịu được cám dỗ của túi quà vặt, liền muốn thừa dịp tôi không chú ý, len lén lấy đi một miếng khoai tây chiên. Vì vậy, tôi liền vội vàng đem răng thú trước ngực nhét sâu vào, sau đó hướng vào phía trong phòng cao giọng nói, đừng sợ, tôi để lại chỗ cũ rồi, cậu quang minh chính đại đi ra ăn đi. Chỉ thấy tôi vừa dứt lời, tên tiểu quỷ vừa rồi liền nhoáng cái tới trước bàn, đưa tay vào trong túi tìm thứ nó thích ăn. Cũng khó trách lần đầu tiên tôi gặp Viên Mục Giả, cảm thấy trên người cậu ta có âm khí mơ hồ, hóa ra nguyên nhân đều ở tiểu quỷ này. Lúc ra khỏi nhà Viên Mục Giả, cậu ta cùng Viên Lỗi cũng đi ra sân tiễn tôi khoát tay với họ nói, trở về đi. Tôi đi trước đây. Sau khi lên xe, Đinh Nhất nhìn tình cảnh trong sân nói, thế nào rồi, tiểu quỷ kia không sao chứ? Tôi cười lắc đầu nói, không có chuyện gì, tiểu quỷ kia có chút đạo hạnh. Sau đó tôi liền đem tình huống của Viện Mục Giả kể ngắn gọn cho Đinh Nhất nghe, xong anh ta gật đầu nói, khó trách cậu ta không thích tiếp xúc cùng người khác, thích ở một mình một nhà, xem ra tên tiểu quỷ em trai cậu ta là nguyên nhân. Nhưng bất kể là tiểu quỷ gì thì lòng dạ cũng hẹp hòi, mới rồi nó không gây phiền toái gì cho cậu chứ? Tôi nghe vậy cười nói, mới vừa rồi tiểu quỷ kia bị răng thú của tôi dọa sợ hết hồn. Đinh Nhất nghe vậy cũng cười nói, bị chút dạy dỗ cũng tốt, lần sau không dám lấn lướt cậu nữa. Mấy ngày sau, chúng tôi sau khi trải qua khoảng thời gian đợi việc, cuối cùng việc cũng đến. Mặc dù không có việc gì lớn lắm, chủ Lê cuối cùng cũng có những chỗ mời xem phong thủy để khai trương. Con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, vì vậy tôi cùng Đinh Nhất lại giúp chân chạy việc, dù gì cũng coi như có thêm thu nhập. Khi chúng tôi cùng chủ Lê đến tòa nhà mới khánh thành để xem phong thủy, liền nghe giám đốc chung cư nói một tin tức nặng kỹ. Đó chính là nhà đại gia bất động sản nổi danh Thẩm Vạn Tuyền xảy ra chuyện. Tôi nghe danh cũng biết người này là người có tiền. Ông ta cùng người giàu nhất nhà Minh là Thẩm Vạn Tam chỉ khác nhau có một chữ. Thẩm Vạn Tuyền kinh doanh đường biển từ những năm 1990, sau đó ông ta nhìn thấy địa ốc có tiềm năng, liền dốc hết gia sản, đầu tư vào địa ốc, trải qua mấy thập niên mới có gia sản lớn như hiện tại. Thẩm Vạn Tuyền có tiền như vậy, nhưng ông ta chỉ có một người con gái độc nhất tên Thẩm Văn Văn, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, đây đúng là con nhà giàu lớn lên trong hủ mật. Có thể do từ nhỏ đã được Thẩm Vạn Tuyền nâng niu chiều chuộng, cho nên tính tình Thẩm Văn Văn hết sức kiêu căng. Nửa tháng trước là sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Văn Văn, vì vậy cô ta muốn ăn mừng thật lớn. Thẩm Vạn Tuyền dĩ nhiên cũng ủng hộ, dù sao cũng sinh nhật của con gái cưng, nhất định phải tổ chức thật lớn. Cô nhóc phá gia chi tử này đòi đi đảo Bali để tổ chức mừng sinh nhật, cái này còn chưa tính. Cô ta còn muốn thuê một chiếc máy bay riêng để chở khách, đưa tất cả bạn bè thân thiết của mình cùng tới Bali tham gia mừng sinh nhật. Dựa vào tài sản của Thẩm Vạn Tuyền, chi chút tiền đó để thỏa mãn nguyện vọng trong sinh nhật 18 tuổi của con gái cũng không phải chuyện gì to tát. Vì vậy ông ta lập tức cho nhân viên đi lo liệu mọi việc. Vốn mọi thứ đã được lên kế hoạch hết rồi, Thẩm Văn Văn sẽ lên máy bay riêng bay đến Bali trước sinh nhật một ngày, nhưng cuối cùng đêm trước khi đi Thẩm Văn Văn đã uống rượu say nên bỏ lỡ hành trình. Vì không để lỡ bữa tiệc sinh nhật, Thẩm Văn Văn cùng các bạn bè đã lên máy bay lúc rạng sáng ngày sinh nhật. Mọi người không ngờ rằng, chiếc máy bay vừa bay đến biên giới Indonesia thì gặp phải luồng khí xoáy, sau đó liền biến mất trên radar. Nghe nói đội tìm kiếm cứu hộ Indonesia đã tìm kiếm ở vùng biển lân cận một tuần lễ, nhưng ngay cả mảnh vụn của chiếc máy bay cũng không tìm thấy, cũng không tìm được tín hiệu của hộp đen. Sau đó có chuyên gia hoài nghi, chiếc máy bay phải chăng đã hạ cánh khẩn cấp xuống đảo nhỏ không người nào đó ở Indonesia. Vì vậy Thẩm Vạn Tuyền liền bỏ tiền mời đội tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp nhất trong nước đến Indonesia tìm kiếm. Nhưng Indonesia được gọi là đất nước vạn đảo, là quốc gia nhiều đảo nhất trên thế giới, tất cả các đảo lớn nhỏ ước chừng lên đến hơn 17.000 đảo. Bây giờ lại không có tín hiệu của hộp đen, như vậy tức là không có thông tin gì, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chú Lê nghe được tin tức này, ánh mắt lập tức có tính toán. Tôi vừa thấy liền muốn chú ấy bỏ đi ý định này, vì vậy liền nói, chú nghĩ gì vậy? Nhớ đầu cô Thẩm kia không chết thì sao? Loại máy bay nhỏ chở khách có tỷ lệ sống sót sau tai nạn cũng lớn. Cứ coi như nếu cô ta gặp bất hạnh, vậy người ta nhất định sẽ tìm chúng ta sao? Coi như đúng là tìm chúng ta, vậy chủ vẫn còn dám xuất ngoại ư? Bị tối liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy, chú Lê chỉ biểu môi một cái nói, chú chỉ tùy tiện nghĩ một chút thôi, xem cháu khẩn trương kia. Tôi không tin nói, quỷ mới tin chú chỉ tùy tiện suy nghĩ vậy một chút. Chương 1025, ngày đó chúng tôi nghe được chút chuyện của Thẩm Vạn Tuyền, căn bản là không nghĩ tới Thẩm Vạn Tuyền sẽ tìm đến chúng tôi nhờ hỗ trợ, dẫu sao người ta đã mời đội tìm kiếm cứu trợ giỏi nhất cả nước, làm sao lại còn tìm đến chúng TV tôi đây. Nhưng vạn lần không ngờ tới, Thẩm Vạn Tuyền lại tìm đến chúng tôi thật. Buổi sáng hôm đó, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của chú Lê, bảo chúng tôi lập tức qua đó một chuyến. Tôi xem thời gian, lúc đó mới hơn 9 giờ sáng, trong đầu nghĩ chúng tôi không phải là thành phần tri thức đi làm, sao sớm như vậy đã gọi chúng tôi qua. Nhưng xem chú ấy hình như có chuyện gì đó. Lúc chúng tôi đến nơi, liền thấy có một chiếc xe ô tô đen đậu ở trước cửa, trong khi bình thường thì cả một chiếc xe đạp cũng chẳng có. Tôi với Đinh Nhất nhìn nhau một cái, biết là có khách hàng lớn tới cửa, vì vậy liền vội vàng đẩy cửa đi vào. Vừa vào sân, chúng tôi đã nhìn thấy chú Lê đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn trong sân, có hai vệ sĩ áo đen cung kính đứng sau lưng người đàn ông đó. Nhìn như vậy thì đây tuyệt đối là nhà phú quý. Chú Lê thấy chúng tôi tới, liền đứng dậy giới thiệu, đây là tổng giám đốc của bất động sản Vạn Tuyền, Thẩm Vạn Tuyền. Tôi nghe vậy trong lòng có chút giật mình, nhưng vẫn lễ phép bắt tay ông ta, nói, xin chào ông. Thẩm Vạn Tuyền mặt đầy tang thương, đoán chừng là bị chuyện của con gái hành hạ mấy ngày nay. Nhưng ngay lúc ông ta cầm tay tôi có thể cảm nhận được đó là một đôi tay rất có lực. Sau đó tôi liền kéo ghế ngồi cạnh chú Lê, nghe bọn họ tiếp tục trò chuyện. Thật ra không cần nghe cũng biết Thẩm Vạn Tuyền tới làm gì, nhưng vấn đề bây giờ là Thẩm Vãn Vãn còn sống hay đã chết còn chưa biết, hơn nữa còn phải xuất ngoại, tôi vừa nghĩ vậy đã không có chút hứng thú nào. Nhưng thái độ của Thẩm Vạn Tuyền rất thành khẩn, ông ta nói sở dĩ tìm chúng tôi là do một người bạn giới thiệu, cũng bởi ông ta đã sớm nghe đến danh tiếng của chú Lê. Tôi vừa nghe ông ta nói đã thấy Thẩm Vạn Tuyền đúng là thấm sâu. Đến lúc này vẫn không quên để cao chú Lê, đây là sợ chúng tôi không đi đây mà. Nhưng vấn đề là chúng tôi vừa mới bị thua thiệt ở nước ngoài, bây giờ thật lòng không dám tùy tiện xuất ngoại nữa. Ai biết bên ngoài có kẻ thù nào đang chờ chúng tôi không? Nhưng Thẩm Vạn Tuyền lại nói, lần này chúng tôi ra nước ngoài không cần lo lắng về vấn đề an toàn, bởi vì ông ta đã thuê đội an ninh đứng đầu cả nước đi cùng chúng tôi, chủ yếu để phụ trách an toàn cho chúng tôi. Còn chuyện nữa, đó là sau khi máy bay mất tích, bọn họ có gặp chút chuyện không bình thường, nếu không cũng không đến đây cầu cứu chúng tôi. Sau đó Thẩm Vạn Tuyền kể cho chúng tôi một chuyện mà người ngoài không biết. Thì ra lần này Thẩm Vạn Tuyền tổ chức lớn như vậy, một là vì thương con gái cưng, hai là trên máy bay đó, trừ con gái ông ta ra, còn có bạn thân của con gái là con của mấy người bạn ông ta nữa. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, vậy coi như trong nháy mắt đã phá hủy mấy gia đình. Cho nên bất luận thế nào, ông ta cũng phải tìm được chiếc máy bay kia mới được, dù là đã tan tành, cũng phải cho cha mẹ của các nạn nhân một câu trả lời thỏa đáng. Dẫu sao cũng do sinh nhật con gái mình mới xảy ra chuyện. Nhưng ngay khi nhân viên tìm kiếm cứu hộ Indonesia và nhân viên tìm kiếm ông ta cử tới đều không tìm được gì, thì một cô gái trên máy bay hôm đó là Ngô Thiến Thiến, đột nhiên có một hôm lại điện về nhà một cú điện thoại. Trong điện thoại Ngô Thiến Thiến một mực khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm, bởi tín hiệu không tốt, cho nên chỉ nghe được tiếng đứt quãng của cô ấy, sớm biết đã không lên máy bay. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Đoạn nói chuyện này chỉ kéo dài 49 giây, lúc đó mẹ cô ấy muốn hỏi cô ấy giờ đang ở đâu, nhưng cô ấy dường như không nghe được, chỉ không ngừng khóc và nói sớm biết vậy đã không lên máy bay. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, hơn nữa nghe thấy tiếng của con gái nên mẹ Ngô quá kích động, không kịp thu âm, vì vậy bây giờ không có cách gì chứng minh giọng nói trong điện thoại rốt cuộc có phải giọng Ngô Thiến Thiến không, hay là có ai đó đùa dai. Nhưng ngày đó mẹ Ngô nhận được điện thoại có chút đặc biệt, đó là thời điểm chiếc máy bay mất tích được 7 ngày. Cho nên có người hoài nghi có phải đó là hồn Ngô Thiến Thiến về tuần đầu không. thật ra có phải người trên máy bay đều đã chết hết rồi không? Thẩm Vạn Tuyền là một người không tin vào ma quỷ, ông ta nhiều năm kinh doanh địa ốc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc mới thấy xem phong thủy cho mình. Nhưng lần này con gái xảy ra chuyện, ông ta liền có ý tưởng này, chỉ cần tìm được con gái cưng, cho dù là thi thể của nó, ông ta cũng sẽ hậu tạ. Mặc dù nghe Thẩm Vạn Tuyền nói sẽ hậu tạ, tôi có chút động lòng, nhưng sau đó nhớ tới chuyến đi Philippines, cho nên vẫn không nói đồng ý. Chú Lê nhìn tôi đang do dự liền cười nói với Thẩm Vạn Tuyền, Tổng Giám đốc Thẩm, thật không dám giấu giếm, thật ra chúng tôi trước đó có ra nước ngoài và gặp chút chuyện, cũng vì chuyện của bạn bè mà kết thù với mấy người ở khu vực Đông Nam Á, cho nên hiện chúng tôi không muốn đến khu vực đó. Nhưng chuyện của ông quả thực đặc thù. Như vậy, có thể để chúng tôi thương lượng một đêm, ngày mai sẽ trả lời ông nhé. Thẩm Vạn Tuyền không nghĩ tới chú Lê lại nhìn sắc mặt tôi để làm việc, vì vậy liền nhìn tôi với cặp mắt khác. Nhưng ông ta đúng là một lão già giảo hoạt, cũng biết nếu tôi chưa nói không đi, tức là vẫn còn hy vọng. Vì vậy liền gật đầu một cái nói với chúng tôi, không thành vấn đề, tôi có thể đảm bảo với các vị, một khi ra nước ngoài, an toàn của các vị sẽ do tôi phụ trách đến cùng. Thẩm Vạn Tuyền đi, chú Lê tức giận nhìn tôi nói, như thế nào, không động lòng chút nào à? Thẩm Vạn Tuyền trả thù lao không nhỏ đâu. Tôi nghe cũng rất do dự nói đơn giản thì thù lao lớn như vậy dễ cẩm ư? Đừng tưởng bây giờ ông ta nói như vậy, cái gì mà nhất định bảo đảm an toàn cho chúng ta. Nhưng đối thủ của chúng ta là ai chẳng lẽ chú không biết? Coi như đội an ninh lợi hại hơn nữa cũng chưa chắc hữu dụng. Chú Lê nghe vậy cũng không khuyên tôi nữa, chỉ nói, chuyện này cháu quyết đi, cháu nói đi thì chúng ta đi, cháu không muốn đi thì chúng ta không đi. Sau khi về nhà vào buổi tối, tôi lăn lộn khó ngủ, trong lòng mặc dù muốn đi, nhưng lại sợ nhỡ gặp phải hai nhiệt độ của Đà Gia. Mặc dù một là Indonesia, một là Philippines, nhưng quỷ mới biết họ có thể đi những đâu. Bây giờ chỉ ở trong nước là an toàn nhất. Nhưng vừa nghĩ đến thù lao hậu hĩnh của Thẩm Vạn Tuyền, lòng tôi cũng có chút ngứa ngáy khó nhịn, có tiền không kiếm có phải có chút không thật lòng. Hơn nữa chúng tôi bây giờ cũng không có công việc nào tốt, chẳng qua là xem phong thủy cho người ta thôi, ngoài ra không có việc gì làm. Chương 1026. Lúc tôi còn đang do dự thì đột nhiên lại nhận được điện thoại của Bạch Kiện, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, muộn như vậy rồi thằng cha này không ngủ còn phát điên cái gì thế? Kết quả anh ta nói với tôi rằng, đã 24 giờ anh ta chưa ngủ. Tôi bèn khuyên, cho dù vì công việc cũng không thể làm như vậy. Tôi nói cho anh biết, ở tuổi anh có không biết bao nhiêu người đã đột tử đấy, chẳng lẽ anh cũng muốn như vậy hả? Đến lúc đó tôi cũng không đến đưa tiền phúng viếng cho anh đâu. Bạch Kiến nghe xong tức giận lắm, cậu có thể nói mấy lời tốt đẹp cho tôi một chút được không? Chẳng phải do trong tay tôi đang có một vụ án đặc biệt đấy à? Nếu không giải quyết xong chuyện này thì tôi không ngủ được. Nghe Bạch Kiện nói vậy, trong lòng tôi cũng có phần căng thẳng, anh có ý gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt gọi cho tôi không phải chỉ để kể chuyện anh đã một ngày một đêm không ngủ thôi đấy chứ. Bạch Kiện cười gian, chỉ có cậu là hiểu anh. Có phải Thẩm Vạn Tuyền đã tìm đến các cậu không? Tôi hơi nghi hoặc hỏi, đúng, làm sao? Các anh cũng giúp nhà giàu tìm con gái à? Bạch Kiến nghe vậy liền than thở, chó má thật. Nếu có thể chọn thì bọn anh cũng không muốn dây vào chuyện này đâu. Nhưng trên chiếc máy bay đó trừ Thẩm Văn Văn và mấy cô bạn của cô ta ra, còn có một hành khách rất đặc biệt khác. Hành khách đặc biệt. Sau đó Bạch Kiện nói cho tôi nghe, người khách trên chuyến bay đó cũng có thể coi là bạn của Thẩm Văn Văn, tên là Tôn Nhạc Nhạc. Nhưng Tôn Nhạc Nhạc này còn có một thân phận khác, đó là tình nhân của một vị lãnh đạo cấp cao của thành phố chúng tôi. Vị lãnh đạo này đã bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật bí mật điều tra từ đầu năm. Sau khi điều tra, Ủy ban phát hiện trong tay vị này có một cuốn sổ ghi chép lại các vụ nhận hối lộ của ông ta. Trong đó chẳng những ghi chép các khoản ông ta nhận tiền, mà còn có cả các khoản ông ta đi hối lộ nữa. Nói trắng ra cuốn sổ đó chính là một chứng cứ quan trọng để đánh ngã mấy lão chức to bên trên. Nhưng vị quan chức kia sau khi bị tạm giữ vẫn một mực không khai đã giấu cuốn sổ ở đâu. Sau nhiều lần thẩm tra, ông ta mới nói ra cuốn sổ kia để ở chỗ tình nhân của ông ta là Tôn Nhạc Nhạc. Nhưng thời điểm cảnh sát đến tìm Tôn Nhạc Nhạc, thì phát hiện cô ta đã lên chiếc máy bay được Thẩm Văn Văn bao trọn đi đảo Bali rồi. Hơn nữa, trước khi lên máy bay, cô ta đã nhắn tin cho vị quan chức này, nói rằng cô ta mang cả vật kia tới Indonesia, nếu khi cần cô ta sẽ gửi trở lại qua đường bưu điện. Nhưng bây giờ chiếc máy bay đã mất tích ở trong lãnh thổ Indonesia, e rằng cuốn số kia cũng một đi không trở lại. Ai ngờ ngay hôm nay, người của bên Bạch Kiện đột nhiên biết được tin Thẩm Vạn Tuyền vẫn luôn phải người tìm tung tích của con gái. Nếu có thể tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay cỡ nhỏ đấy, chỉ cần chiếc máy bay không bốc cháy thì khả năng tìm được cuốn số kia là rất lớn. Bởi vậy hiện giờ xem ra, mấu chốt của việc có thể tìm được cuốn số hay không nằm ở chỗ có tìm được Thẩm Văn Văn không. Sau khi nghe Bạch Kiện nói rõ tình huống, tôi hiểu ngay lão già này là đang muốn tôi đi đây mà. Vì vậy tôi đành thành thật nói với anh ta, ông anh à, không phải tôi không muốn đi, nhưng lần trước chuyện đi Philippines không phải anh không biết, tôi sợ lại gặp phải hai tên đồ đệ kia của Đà Gia lắm. Vậy thì tôi chết chắc rồi. Bạch Kiện nghe tôi nói thế thì trầm tư một lúc rồi nói, cậu xem như thế này được không, anh để Viên Mục Giả đi cùng cậu thì thế nào? Thêm một người biết việc là thêm một phần an toàn. Tôi nghe Bạch Kiện nói vậy thì biết anh ta rất muốn tìm được cuốn sổ kia, thế là tôi đành thở dài, thôi được rồi. Tôi có thể đi giúp anh tìm cuốn sổ đó, nhưng không thể đảm bảo là 100% sẽ tìm được đâu đấy. Bạch Kiện vui vẻ nói, không sao, cậu không cần phải tìm cuốn sổ đó, cậu chỉ cần tìm được xác máy bay, chuyện còn lại cứ để Viên Mục Giả làm. Vì vậy ngày hôm sau chúng tôi trả lời Thẩm Vạn Tuyền rằng chúng tôi có thể đi Indonesia giúp ông ta tìm con gái, nhưng trước khi đi, chúng tôi phải đến nhà ông ta để tìm đồ của Thẩm Văn Văn. Thẩm Vạn Tuyền nghe vậy thì hơi nghi ngờ hỏi chúng tôi muốn tìm thứ gì. Tôi lắc đầu, trước mắt chúng tôi cũng chưa biết là thứ gì, nhưng chắc chắn đó phải là thứ con gái ông thích nhất, hoặc là thứ cô ấy để ý nhất. Khi chúng tôi tới căn nhà Thẩm Vạn Tuyền mua cho Thẩm Văn Văn, tôi bị những đồ vật bên trong dọa sợ ngây người, chẳng trách lúc chúng tôi hỏi Thẩm Vạn Tuyền có biết con gái ông ta thích gì nhất không, biểu cảm của ông ta lại hơi quái dị, hóa ra những thứ mà Thẩm Văn Văn thích đúng là rất nhiều. Đặc biệt là đồ hàng hiệu, những thứ đó làm tôi nhìn hoa cả mắt. Đầu tiên, vừa vào cửa sẽ thấy một căn phòng để quần áo hơn 40 mét vuông, đúng thế, cả phòng toàn quần áo là quần áo. Tôi đi vào căn phòng để quần áo cực nức mùi thơm dạo một vòng thì bị xông đến mức đầu óc choáng váng. Đời tôi chưa từng được ngửi mùi hương phụ nữ nồng như vậy bao giờ, tôi thấy mình còn hơi dị ứng là đằng khác. Sau khi không thu hoạch được gì, chúng tôi đi lên phòng trên lầu, nơi này còn khoa trương hơn, ba mặt tường đều là giày. Nguyên một mặt là giày cao gót, một mặt giày thể thao và còn có những loại giày của nữ mà tôi không biết gọi tên là gì. Nhưng tôi dám khẳng định, đồ có tốt đi chăng nữa, một khi có quá nhiều thì nó cũng chẳng đáng quý nữa, vì vậy nơi này chắc chắn không có thứ tôi muốn tìm. Tiếp theo chúng tôi đi đến phòng ngủ chính, trong đó có một bàn trang điểm chuyên dụng lớn, phía trên bày la liệt các loại mỹ phẩm tôi cũng không nhận ra, trừ một cái hộp đen lớn chứa hàng trăm thỏi son cùng nhãn hiệu mà tôi biết được dùng để làm gì ra, thì những thứ đồ còn lại đều rất đẹp, chỉ cần nhìn bao bì cũng biết chúng đều rất đắt tiền. Tôi thấy đau lòng thay cho Thẩm Vạn Tuyền, cho dù có tiền cũng đâu cần hoang phí đến vậy. Có lẽ đây chính là cái gọi là nghèo khó hạn chế tưởng tượng chăng. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, chú Lê khéo một cánh cửa tủ ở trong phòng ra, trong đó không có bộ quần áo nào mà chỉ có những chiếc túi xách hàng hiệu. Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ, những thứ này đều không đúng. Thẩm Vạn Tuyền đứng phía sau cũng lúng túng, trước kia công việc của tôi rất bận rộn, cho nên Văn Văn từ nhỏ đã rất độc lập, tôi thực sự không biết trong lòng nó thích nhất cái gì. Tôi nghe vậy cũng không đành lòng trách cứ người cha này, dẫu sau khi người đàn ông bận rộn với công việc, không có thời gian bên cạnh con gái, có lẽ đưa tiền chính là cách biểu đạt tình cảm duy nhất. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất tò mò, lại không tiện hỏi trực tiếp. Đó chính là vì sao vẫn luôn chỉ có Thẩm Vạn Tuyền tiếp xúc với chúng tôi, mà không thấy mẹ của Thẩm Văn Văn. Chẳng lẽ trong nhà này không có người mẹ à? Ngay lúc tôi đang nghi ngờ, thì đột nhiên dưới chân và phải một vật. Tôi cúi đầu nhìn, thì ra có cái gì đó để ở dưới giường. Tôi cúi xuống, đưa tay móc vật đó ra xem, phát hiện đó là một cái hộp giấy cũ. Chương 1027. Chiếc hộp giày cũ nát này xuất hiện không hề hợp với hoàn cảnh nơi này, so với những món đồ đắt tiền bên cạnh, Chiếc hộp này chỉ là đồ bỏ đi. Tôi cầm chiếc hộp cụ nát đó lên, thấy nó là một món đồ đã có từ rất lâu rồi, bốn góc hộp đều đã bạc phết. Mặc dù chiếc hộp cách một trời một vực với những món đồ hàng hiệu bên cạnh, nhưng hiển nhiên số lần sử dụng của nó phải nhiều hơn so với bất kỳ một món đồ nào trong phòng này. Thẩm Vạn Tuyền ở bên cạnh khi nhìn thấy chiếc hộp này cũng biến sắc, xem ra ông ta cũng biết nó. Một chiếc hộp giày cũ được Thẩm Văn Văn giấu dưới gầm giường, đồng thời còn làm cho ông chủ lớn như Thẩm Vạn Tuyền biến sắc. Trong nháy mắt tôi nảy sinh hứng thú vô cùng lớn với đồ vật trong hộp. Không chờ Thẩm Vạn Tuyền giới thiệu, tôi đã đưa tay ra mở hộp. Những đồ vật xếp bên trong lại làm tôi hơi bất ngờ. Chúng không phải vật quý giá gì, mà là vài tấm ảnh đã ố vàng. Nhưng khi tôi đưa tay cầm những tấm ảnh này, trong nháy mắt, ký ức tàn hồn của Thẩm Văn Vãn tràn vào đầu tối. Tôi thương tiếc nhìn về phía Thẩm Vạn Tuyền, sự tình vẫn phát triển theo hướng xấu nhất. Những bức ảnh đã cũ này đều là ảnh chụp chung của một gia đình ba người. Khi đó Thẩm Vạn Tuyền còn rất trẻ, mặt ngây ngô, người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh là vợ Thẩm Vạn Tuyền lúc đó, mẹ của Thẩm Văn Văn, Lý Như. Điều này đã giải tỏa sự nghi ngờ lúc trước trong lòng tôi, vì sao vẫn luôn không nhìn thấy mẹ của Thẩm Văn Văn. Theo lý thuyết mà nói, con gái xảy ra chuyện, sốt ruột nhất phải là người mẹ, thế nhưng trong nhà họ Thẩm này dường như chỉ có mỗi mình cha của Thẩm Văn Văn lo liệu mọi việc. Hóa ra mẹ ruột Thẩm Văn Văn là Lý Như đã mất vì bệnh khi cô mới 6 tuổi. Lúc đó nhà Thẩm Vạn Tuyền rất nghèo, nghèo đến mức vợ bị bệnh, trong nhà không bỏ ra nổi 5 vạn tệ tiền phẫu thuật. Mẹ của Thẩm Vãn Văn do bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chữa trị, nên đã qua đời từ sớm. Bởi vậy mà sau khi trở nên giàu có, Thẩm Vạn Tuyền vô cùng yêu chiều con gái của mình, vì ông ta muốn đền bù cho cô những thiệt thòi do thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ. Đừng thấy Thẩm Vạn Tuyền có nhiều tiền như thế, nhưng nhiều năm qua ông ta vẫn không hề có suy nghĩ muốn tái giá, không phải bên cạnh không có người phụ nữ nào, mà ông ta vừa nghĩ đến người vợ đã chết cùng đứa con gái mất mẹ từ bé, là đã không muốn cho bất cứ người nào khác chiếm vị trí đó. Thẩm Vạn Tuyền cũng được coi là một người đàn ông si tình, nhưng lại không thể xem là một người cha tốt. Nếu ông ta có thể đổi lại cách yêu thương con gái, có lẽ Thẩm Văn Văn cũng sẽ không vì thích gì làm nấy mà chết. Thật ra trước khi máy bay cất cánh, phi công đã nói với Thẩm Vãn Vãn có khả năng gặp thời tiết xấu. Nhưng cô ta không nghe, còn tăng thêm gấp 3 thù lao cho phi công để mạo hiểm bay đến đảo Bali. Trong lúc Thẩm Văn Văn và mấy người bạn thân còn đang thảo luận tháng sau đi Paris mua túi xách nhãn hiệu nào, thì máy bay bắt đầu xóc nảy kịch liệt. Đến lúc này Thẩm Văn Văn mới bắt đầu sợ hãi, mấy cô gái đều bị dọa ngồi hết về chỗ ngồi, thắt lại dây an toàn, chờ mong có thể nhanh hết sốc. Thế nhưng để các cô sợ hãi là sốc nảy chẳng những không kết thúc, mà còn ngày càng mạnh hơn. Trong trí nhớ sau cùng của cô ta, nhìn xuyên qua cửa kính máy bay có thể thấy rất nhiều đảo nhỏ, mà máy bay của các cô cũng nhanh chóng rơi xuống một hòn đảo. Tiếp đó là một trận sốc nảy dữ dội, đồ vật trong máy bay văng tung tóe khắp nơi, có cô bé vì không thắt chặt dây an toàn mà cả người bị quăng quật khắp nơi trong cabin. Sau đó trước mặt Thẩm Văn Văn bỗng nhiên tối đen, trí nhớ của cô ta cũng dừng ở đây. Khi tôi đem những gì mình thấy nói với Thẩm Vạn Tuyền, ông trùm bất động sản hơn 50 tuổi này vậy mà lại quỳ trên mặt đất bật khóc. Đây có lẽ là thời điểm đau khổ nhất trong cuộc đời ông ta muốn đưa cả thế giới này cho con gái, nhưng không ngờ lại làm hại cô. Chú Lê vỗ nhẹ vai ông ta, khuyên, cố nén bị thương. Chuyện đã xảy ra rồi, vậy chúng ta hãy nghĩ biện pháp đi đón con gái của ông về nhà. Thẩm Vạn Tuyền lập tức giữ chặt tay chú Lê, Lê Đại Sư. Ngài nhất định phải giúp tôi đưa Văn Văn trở về, ngài cần tôi hỗ trợ cái gì, tôi sẽ cung cấp hết. Chú Lê thấy cảm xúc Thẩm Vạn Tuyền hơi kích động, bèn đỡ ông ta ngồi lên giường, sau đó nói, từ những gì Tiến Bảo cho chúng ta biết khi thấy ký ức sau cùng của con gái ông, máy bay chắc chắn đã rơi trên một hòn đảo nhỏ nào đó. Việc cần làm hiện giờ là phải làm sao xác định được hòn đảo này, bởi vì Indonesia có rất nhiều đảo nhỏ. Sau đó chúng ta còn phải đi đến nhà của gia đình đã nhận được cuộc điện thoại của con gái kia xem thế nào, có khi tìm thêm trong trí nhớ những người khác, chúng ta càng có thể xác định rõ hơn hòn đảo đó. Thẩm Vạn Tuyền nghe chủ Lê nói xong, ông ta từ từ lau nước mắt trên mặt rồi bảo, xin lỗi, để ngài chê cười rồi, tôi cũng biết bây giờ không phải là lúc đau khổ, tôi nhất định phải tìm được con gái của mình, còn cả bạn bè thân thiết của nó nữa, biết đâu có đứa vẫn sống sót. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được hòn đảo mà máy bay bị rơi xuống. Những lời Thẩm Vạn Tuyền nói làm tôi phải thay đổi cái nhìn đối với ông ta. Không nghĩ tới sau khi Thẩm Vạn Tuyền biết con gái mình đã chết lại có thể nghĩ đến con gái của người khác có khả năng còn sống. Có lẽ trong thương trường ông ta là một thương nhân tham lợi, nhưng bây giờ trong lòng tôi, ông ta lại là một người tốt. Thẩm Vạn Tuyền đưa chúng tôi tới nhà Ngô Thiến Thiến, vì nhận được điện thoại của con gái trong 7 ngày đầu, nên nhà họ Ngô bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Khi chúng tôi tới nhà họ, bà Ngô kéo tay chú Lê nhờ chú giúp đỡ gọi hồn Ngô Thiến Thiến lên, làm tất cả chúng tôi đều cảm thấy lúng túng. Mất một lúc lâu, cuối cùng chú Lê cũng bảo được mẹ của Ngô Thiến Thiến kể lại chuyện lúc nhận điện thoại của con gái. Chú còn hỏi đi hỏi lại để xác nhận giọng nói trong điện thoại có đúng là của cô bé hay không. Mẹ Ngô Thiến Thiến vừa khóc vừa nói, chắc chắn là nó, tôi làm sao mà nhầm được giọng nói của con gái mình. Trong lúc đó tôi quan sát cẩn thận căn nhà này, tôi phát hiện nhà Ngô Thiến Thiến khá nghèo. Tôi không nghĩ ra làm sao cô bé có thể trở thành bạn thân của Thẩm Văn Văn giàu có được chứ. Đương nhiên, không phải cứ người giàu là không thể chơi thân với người nghèo, thế nhưng với tính cách kiêu căng như của Thẩm Văn Văn có thể chơi thân với Ngô Thiến Thiến thật làm tôi bất ngờ. Sau đó chúng tôi vào phòng Ngô Thiến Thiến để tìm kiếm đồ vật yêu quý nhất của cô bé. Phòng ngủ của cô bé dễ tìm đồ hơn nhiều so với phòng của Thẩm Văn Văn, căn phòng này rộng không đến 20 mét vuông, nhìn một vòng là xong. Chương 1028. Phòng ngủ Ngô Thiến Thiến không lớn, nhưng bên trong bố trí rất nhã nhặn, xem ra Ngô Thiến Thiến cũng là một cô gái rất tinh tế. Sau đó chúng tôi tìm được một chiếc bọc được buộc rất kỹ càng dưới gầm giường cô bé này. Mở ra xem, bên trong là chiếc túi xách hàng hiệu, giá trị hơn 10 vạn tệ. Không phải tôi có mắt nhìn đồ, nhìn một cái là nhận ra ngay đây là túi xách hàng hiệu, mà phía trên nó có tàn hồn của Ngô Thiến Thiến. Chiếc túi này là quà sinh nhật 18 tuổi mà Thẩm Vãn Vãn chọn đại trong đống túi xách của mình rồi tặng cho Ngô Thiến Thiến. Quan hệ của hai người bọn họ lúc đầu cũng chỉ là bạn học cùng lớp, số lần gặp nhau trong trường chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng có một lần Thẩm Văn Văn thấy mẹ của Ngô Thiến Thiến đến trường tìm con, cô ta cực kỳ hâm mộ Ngô Thiến Thiến có một người mẹ yêu quý con như thế. Thứ tình cảm này đối với Thẩm Văn Văn là thứ quý giá nhất mà mãi mãi cô ta không bao giờ có được. Thế là Thẩm Văn Văn bắt đầu chủ động tiếp cận Ngô Thiến Thiến, cả hai nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Thẩm Vãn Vãn rất thích đến nhà Ngô Thiến Thiến ăn cơm, sau đó nhìn hai mẹ con họ nói chuyện, trong lòng rất hâm mộ. Xem ra, cái mà Ngô Thiến Thiến thích nhất chính là những thứ đồ hàng hiệu chất đầy trong phòng ngủ của Thẩm Văn Văn. Còn thứ Thẩm Vãn Văn thích nhất chính là tình thương của mẹ mà Ngô Thiến Thiến dễ dàng có được. Thế mới nói, trên đời này không ai có thể có được tất cả, cho dù là vua nắm cả thế giới, nhưng cũng có những đồ vật ông ta không thể nào có được. Trong lòng mỗi người đều có mong muốn một điều gì đó, có lẽ là người, là vật, là một chút cảm xúc, cũng có thể chỉ là một tình yêu nho nhỏ. Tôi nhìn thấy trong ký ức tàn hồn của Ngô Thiến Thiến, trong lúc hạ cánh khẩn cấp, phía dưới là một hòn đảo nhỏ rất kỳ quái. Ở giữa hòn đảo lõm xuống như một thung lũng, nhưng do cây cối trên đảo dày đặc, lại do tốc độ lúc hạ cánh quá nhanh, cho nên hình dáng hòn đảo đó chỉ lóe lên trước mắt Ngô Thiến Thiến. Sau đó trước mắt cô ấy chỉ toàn một màu xanh. Chú Lê thấy tôi có thể cảm giác được tàn hồn của Ngô Thiến Thiến, bèn hỏi tôi có nhìn thấy chi tiết đặc biệt nào không. Tôi liền cố gắng nhớ lại hòn đảo nhỏ xuất hiện chớp nhoáng trước mắt Ngô Thiến Thiến, nhưng sau đó tôi lại vẽ ra giấy một bản phác thảo hòn đảo xấu như ma. Tôi nhìn bản phác thảo cảm thấy cũng không tệ lắm, cho là mình vẽ cũng khá tốt, nhưng những người khác nhìn vào đều há miệng rồi không biết nói gì. Tôi tức giận nói với chú Lê đang há hốc mồm, biết làm sao được. Cháu đâu phải cái máy ảnh, chỉ nhìn qua mà vẽ được thể là tốt lắm rồi. Mà cháu cũng có biết về đâu, cháu thấy vẽ thế này đã giống lắm rồi. Chú Lê không phản bác được câu nào, cuối cùng đành lườm tôi một cái. Thẩm Vạn Tuyền tiếp tục dẫn chúng tôi đến nhà những hành khách khác, nhưng đều không phát hiện được gì, nếu không phải tìm không đúng đồ vật, thì rất có khả năng những cô bé này vẫn còn sống. Chỉ hy vọng khi chúng tôi tìm thấy chiếc máy bay, sẽ có người còn sống sót. Tuy nhiên, đã hơn 2 tuần kể từ khi vụ việc xảy ra, theo thời gian trôi qua, những người đó ít có khả năng sống sót. Chỉ mong chúng tôi vẫn đến kịp. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi thành lập một đội tìm kiếm mới chuẩn bị bay đến Indonesia. Thẩm Vạn Tuyền thực hiện lời nói trước đó, mời một đội tìm kiếm trên đảo giỏi nhất nước, cộng thêm 5 nhân viên an ninh đảm bảo an toàn của chúng tôi. Khi nhìn danh sách thành viên của đội, tôi chợt nhớ ra chuyện lúc trước Bạch Kiện nói, bèn ngay lập tức yêu cầu Thẩm Vạn Tuyền cho chúng tôi bổ sung thêm một người và tên của Viện Mục Giả xuất hiện trong danh sách lên máy bay. Chúng tôi bay từ Bắc Kinh, sau đó đến Surabaya, Indonesia. Chúng tôi nghỉ ngơi qua loa ở đó rồi tập hợp với tổ tìm kiếm, vì trong nhóm đó có vài người dẫn đường là dân bản địa. Trải qua 7 tiếng trên máy bay, cuối cùng chúng tôi cũng tới thành phố cảng lớn thứ hai của Indonesia là Surabaya. Lúc cả đoàn xuống máy bay, đội trưởng của tổ tìm kiếm lúc trước là Gu Lân đã chờ sẵn ở đó. Anh ta là một nhân viên cứu hộ trên biển rất nổi tiếng ở Indonesia. Anh ta còn nói tiếng Trung rất tốt. Trong ngày đầu tiên đến Surabaya, hai nhóm chúng tôi họp hội ý ngay trong khách sạn. Đội chúng tôi chủ yếu là đến thay cho nhóm của Gu Lân, bởi vì bọn họ đã tìm kiếm ở đây liên tục 2 tuần, kiệt sức rồi. Giờ chúng tôi đã tới, Gu Lân cho các đội viên của nhóm đó nghỉ ngơi vài ngày. Đương nhiên anh ta cùng mấy người quen thuộc địa hình vẫn tiếp tục tìm kiếm cùng với nhóm chúng tôi. Thật ra nhóm của Gu Lân trong 2 tuần này đã tìm một lượt những hòn đảo và khu vực máy bay có thể bay qua. Vì mãi vẫn không nhận được tín hiệu từ chiếc hộp đen trên máy bay, cho nên bọn họ trước tiên chỉ có thể tìm kiếm ở vùng biển gần đó. Sau khi tìm kiếm không có kết quả mới chuyển hướng sang các hòn đảo xung quanh. Nhưng số lượng hòn đảo ở Indonesia quá nhiều, có những hòn đảo còn chẳng có tên. Vì thế nếu muốn tìm hết một lượt những hòn đảo này thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Gu Lân tin chắc rằng nếu ông chủ Thẩm cứ tiếp tục tìm kiếm, hành động này sẽ còn phải kéo dài một hoặc nhiều năm nữa. Tôi chửi thầm trong lòng, ai mà có thời gian ở đây với mấy người vài năm nữa chứ. Tôi bèn lấy bản phác thảo hình dáng hòn đảo lúc trước ra rồi hỏi Gu Lân, anh có biết hòn đảo nào có hình dáng tương tự như thế này không? Gu Lân cầm lấy siêu tác phẩm của tôi, ngay lập tức anh ta lộ vẻ lúng túng và nói với tôi, đây là hòn đảo nào? Tôi cứu hộ trên biển cũng đã vài năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hòn đảo này. Nghe anh ta nói thế, tôi cũng không dám xác định có phải do lúc đó máy bay lộn vòng chao đảo, khiến cho góc nhìn có vấn đề nên không chính xác hay không. Tôi đành cẩn thận nhớ lại. Lúc Thẩm Văn Văn nhìn thấy hòn đảo đó trước khi chết, máy bay còn ở độ cao khá xa so với mặt đất, mà lúc Ngô Thiến Thiến nhìn thấy, thì máy bay đã sắp rơi rồi. Hai người họ chắc chắn cùng nhìn thấy một hòn đảo, nhưng nói thật, trong mắt tôi mấy hòn đảo này không khác nhau nhiều, ngoài trừ có một chỗ lõm vào, tôi không thấy có chỗ nào khác biệt. Nhưng tôi cũng tin rằng bất kể là Thẩm Văn Văn hay Ngô Thiến Thiến, ký ức của hai người đều không biết nói dối, vì thế chỉ có thể giải thích là Gu Lân cũng không biết hòn đảo này. Chương 1029. Nhưng Gu Lân không biết không có nghĩa là người khác cũng thế. Tôi hỏi anh ta có quen người ngư dân già nào ở trên biển vài chục năm rồi hay không. Gu Lân thấy tôi hỏi thì có vẻ không được tự nhiên, chắc anh ta cảm thấy tôi không tin vào kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của mình. Tôi đành phải kiên nhẫn giải thích, đây không phải là chất vấn tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp của anh ta, mà là Indonesia có hơn 10.000 hòn đảo, anh ta có thể cam đoan mình biết hết chúng không? Người Trung Quốc chúng tôi có câu, sống đến già học đến già. Hỏi thăm những người ngư dân già cũng không phải là chuyện xấu hổ gì, dù sao bọn họ sống lâu hơn chúng ta nhiều, có thể họ có những kiến thức mà chúng ta không biết thì sao. Gu Lân cười nói, tiếng Trung của tôi học ở học viện Khổng Tử, cho nên tôi biết câu nói này, được thôi, chuyện tìm người ngư dân già để tôi lo. Nghe anh ta nói câu đó, tôi thầm thở phào, dù gì chúng tôi cũng đang ở địa bàn của người ta, vừa đến đã làm mất lòng họ là không tốt. Vả lại, mục đích của mọi người đều giống nhau, là cùng muốn tìm được chiếc máy bay bị mất tích, cho nên giữa cái đội nhỏ này của chúng tôi không xuất hiện mâu thuẫn gì là tốt nhất. Sau khi đến Surabaya, khí hậu nơi này làm tôi nhớ tới chuyến đi Philippines, hy vọng lần này không trở thành cơn ác mộng giống lần trước. So sánh với chúng tôi thì Viên Mục Giả bình tĩnh hơn nhiều, tôi hỏi cậu ta trước kia đã từng tới Indonesia hay chưa. Kết quả cậu ta nói mình chưa từng đi nước ngoài. Đây là lần đầu tiên. Có lẽ do từ nhỏ đã biết mình cách mình kỳ lạ, nên từ trước đến giờ Viên Mục Giả gần như không có bạn bè. Ngay cả những chuyện mà cậu ta kể với tôi, cũng chỉ mới nói với mỗi một mình ông Chu mà thôi. Tôi hơi xúc động, tuy tôi không biết hiện giờ cậu ta có coi tôi là bạn bè hay không, nhưng tối thiểu nhất thì cậu ta cũng thấy tôi là một người đáng để tin tưởng. 2 ngày sau đó, Gu Lân thực sự tìm được mấy ngư dân lớn tuổi, tôi đưa tấm bản đồ đã vẽ cho bọn họ xem, đa số họ đều không biết đây là hòn đảo nào. Nhưng trong đó có một người ngư dân sắp được 100 tuổi nói dường như đã gặp hòn đảo này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Tôi thấy ông lão này có chút ấn tượng với hòn đảo, tức là có hy vọng, tôi bèn để Gu Lân tiễn những người khác về, sau đó tận tình tiếp đãi ông lão này. Cuối cùng ông ta cũng nhớ ra, 30 năm trước đã từng đi qua hòn đảo này, lúc đó ông ta và con trai ra biển đánh cá, chẳng may gặp thời tiết xấu, suýt thì không về được. Với kinh nghiệm đi biển bao năm qua của mình, ông ta biết trời gió bão thế này nhất định phải tìm một hòn đảo nhỏ để tránh bão, thế là ông ta cùng con trai vội vàng trốn tới một hòn đảo không biết tên. Bởi vì lúc đó bọn họ chỉ vào tránh bão, cho nên cũng không đi vào giữa đảo, nhưng ông ta đã từng đứng ở chỗ cao quan sát hòn đảo đó, trên đảo thực sự có một chỗ lõm vào. Đại đa số các ngư dân không nhận ra hình vẽ hòn đảo không phải vì tôi sẽ không giống, mà vì phần lớn mọi người đều chưa chính thức đặt chân lên đảo, cho nên họ không biết nó có một chỗ lõm hình vòng khuyên. Tôi gật đầu lia lịa, tôi biết mà, những người cao tuổi thường có những kiến thức mà chúng tôi không theo kịp. Không cần biết người ta có biết chữ hay không, có dùng smartphone không, nhưng trong những vấn đề như thế này, họ luôn có nhiều kiến thức hơn bọn trẻ chúng tôi. Ông lão đó cũng nói tuổi tác mình lớn rồi, không thể đưa chúng tôi đi tìm hòn đảo đó. Nhưng con trai lớn của ông ta vẫn đang kiếm sống bằng nghề đi biển, chú ấy có thể dẫn chúng tôi đến đó. 2 ngày sau, con trai cả tên là Rudy của ông lão dẫn chúng tôi ra biển tìm hòn đảo mà 30 năm trước họ đã đến. Chú Rudy năm nay cũng đã 60, bởi vì đánh cá trên biển lâu ngày nên thân thể vô cùng khỏe mạnh, đến giờ vẫn chưa nghỉ hưu. Đánh cá là một công việc cường độ cao và tốn thể lực, nếu thân thể không khỏe mạnh, chắc chắn không làm nổi. Chú Rudy nói với chúng tôi, thật ra bình thường có rất ít người đi qua hòn đảo đó, bởi vì nó khá xa xôi hoang vắng. Nếu như không phải ngẫu nhiên đến đó tránh bão, những ngư dân bình thường sẽ không qua đó. Giống như những người lấy đánh cá làm nghiệp sống như chú ấy và cha mình, trong 30 năm cũng chỉ một lần tránh bão mà vào đó. Cho dù sau này họ không đi đến đó nữa, nhưng vẫn biết đường đi thế nào. Dưới sự hướng dẫn của chú Rudy, vào ngày thứ 5 khi đến Surabaya, chúng tôi đã đến hòn đảo trong ký ức của Thẩm Văn Văn và Ngô Thiến Thiến. Tuy nhóm Gu Lân không hiểu tại sao chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng máy bay rơi trên hòn đảo này, thế nhưng so với việc tìm kiếm một cách mù quáng, thì có mục tiêu vẫn tốt hơn. Chú Rudy nói với chúng tôi, hiện giờ bọn họ ra biển đánh cá đều phải xem trước dự báo thời tiết, không giống như trước đây toàn dựa vào kinh nghiệm để phán đoán thời tiết tốt hay xấu. Bởi vì có thể biết trước thời tiết, nên hiện giờ rất ít trường hợp phải lên đảo tránh bão. Trong lúc chúng tôi ngồi thuyền đánh cá hướng về hòn đảo đó, đội trưởng tổ cứu viện A Quảng bàn bạc với đội trưởng đội bảo an là đội trưởng Trịnh về phương án bố trí sau khi lên đảo. Ở phương diện này lời nói của chúng tôi đều không có sức nặng, vì dù sao bọn họ mới là người chuyên nghiệp, việc chúng tôi có thể làm là giúp họ xác định vị trí đại khái. Vì dự tính khả năng lên đảo có thể gặp phải động vật hoang dã, cho nên đội trưởng Trịnh đề nghị nếu không bị uy hiếp tính mạng, thì hết sức tránh phát sinh xung đột với động vật nơi đó. Đáng tiếc đội trưởng Trinh không có súng lục, đây là điểm yếu của các công ty bảo an Trung Quốc so với các công ty bảo an của phương Tây. Các công ty Trung Quốc đành chú trọng tuyển người có kỹ năng cao, đặc biệt trong đấu tay đôi. Nhìn cơ bắp trên người đội trưởng Trinh và nhân viên thì biết, bọn họ cũng không phải hạng người dễ chọc. Sau khi lên đảo, trước tiên tổ tìm kiếm cắm trại trên một khoảng đất trống, bởi vì kiểu gì chúng tôi cũng phải ở đây vài ngày, cho nên tìm chỗ nghỉ rất quan trọng. Hòn đảo này mặc dù nhìn qua không lớn lắm, nhưng nếu muốn lục soát toàn bộ, cũng phải mất nhiều ngày. Sau khi hoàn thành cắm trại, A Quảng mang theo flycam và 2 đồng đội đi kiểm tra hòn đảo, nhìn xem đây có phải hòn đảo chúng tôi muốn tìm hay không. Chúng tôi trả trước tiền thuê cho chú Rudy, hẹn ông ấy nếu ở đây có kết quả, thì sẽ quay lại đón chúng tôi. Chú Lê cầm la bàn kiểm tra vòng quanh khu trại, xem thử có thứ ma quỷ nào ở gần không. Tôi thì giống như khách du lịch, liên tục cầm máy ảnh tự sướng. Chương 1030, chủ yếu là tôi cũng không có kỹ năng nào khác, ngoại trừ lúc mới hạ trại còn giúp đỡ được. Giờ liên quan đến dã ngoại sinh tồn thì kinh nghiệm của tôi là con số 0, chẳng bằng để mấy người chuyên nghiệp làm cho xong. Bình thường trong những trường hợp như thế này, Đinh Nhất luôn là người có cảm giác tồn tại thấp nhất, lần này thêm cả Viên Mục Giả nữa. Sát trời bắt đầu tối, tôi đã có thể nhìn rõ thân thể mờ mờ của Viên Lỗi đi qua đi lại trước người Viên Mục Giả. Tình cảm của hai anh em họ tốt thật đấy, khiến tôi đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ bọn họ. Dù hai anh em hiện giờ đã âm dương cách biệt, nhưng họ không hề rời bỏ nhau. Tình cảm của họ tốt hơn nhiều so với cái đám anh em ruột trong xã hội bây giờ, cứ hơi một tí là đánh nhau để tranh giành tài sản. Vì quá nhàn rỗi, tôi bèn từ từ đến gần sau lưng Viên Mục Giả. Ai ngờ tôi vừa định nói chuyện thì thấy Viên Lỗi nhe răng với mình, chắc cậu ta vẫn ghi nhận chuyện lần trước tôi trêu đùa cậu ta. Phát hiện sự khác thường của Viên Lỗi, Viên Mục Giả quay đầu nhìn về phía tôi, nhưng tôi lại thấy vẻ lo âu trong đôi mắt cậu ta. Tôi nghi ngờ hỏi, sao vậy? Ở đây có chỗ nào không được bình thường à? Viên Mục Giả lắc đầu, không khí ở đây có vẻ quái lạ, nhưng tạm thời tôi không thể xác định nó lạ ở chỗ nào. Nghe cậu ta nói thế, tôi bèn nhìn về phía khu rừng dày đặc đằng trước. Đúng lúc này A Quảng mang flycam trở về, từ hình ảnh anh ta chụp được, tôi có thể xác định đây chính là hòn đảo mà Thẩm Vãn Văn và Ngô Thiến Thiến nhìn thấy. Nhưng hiện giờ trời đã tối, cho nên nhìn hình ảnh cũng chỉ xác nhận được đây chính là hòn đảo chúng tôi muốn tìm, chứ không nhìn thấy có xác máy bay. Tôi tin tưởng sáng mai có thể chụp được rõ ràng hơn. Thẩm Vạn Tuyền đúng là một ông nhà giàu, chỉ riêng thiết bị mà đội tìm kiếm mang theo đã đến vài thùng to, không kể đến chi phí ăn ở của chúng tôi. Tổ chúng tôi mỗi người đều được mặc bộ đồ đi trong rừng, trông rất oách. Chưa biết khả năng của nhóm người này thế nào, chỉ nhìn trang bị là đã thấy bét ợp the bét. Ăn xong bữa tối, chúng tôi trở về lều quân dụng của từng người. Vì tính toán đến sự an toàn của mọi người mà đội trưởng Trịnh yêu cầu 4 người ở cùng một lều, đương nhiên 4 người chúng tôi ở cùng một chỗ. Trước khi ngủ, tôi nghe thấy chú Lê bàn bạc với Viện Mục Giả, nhưng những lời họ nói quá chuyên nghiệp, tôi cũng không hiểu đế sen mòm vào nên lên giường ngủ sớm. Nằm trên chiếc giường quân đội nhỏ này thực sự không thoải mái, nhưng như thế này đã rất tốt rồi, tối thiểu ở nơi hoang dã còn có thể ngủ trên giường. Đây đúng là mức đãi ngộ 5 sao. Tôi ngủ một mạch đến sáng, có trời mới biết chú Lê và Viên Mục Giả mấy giờ mới ngủ, hai người họ giống như tiếc nuối đến giờ mới được gặp nhau. Chú Lê có vẻ còn định thu Viên Mục Giả làm đệ tử, dù sao cái tên vừa lười vừa không có tài như tôi đây đã làm chủ ấy mất đi hứng thú muốn thu đệ tử từ lâu. Nhưng sáng hôm sau, khi rời giường lại thấy bên ngoài trời mưa to, đừng nói là đi ra ngoài tìm kiếm, ngay cả lều và chúng tôi còn chẳng ra được. Điều này làm mọi người trở tay không kịp, bởi vì trước khi đến đây chúng tôi đã xem qua dự báo thời tiết, rõ ràng dự báo đã nói mấy ngày nay vùng biển này đều có trời nắng to. Tôi ngồi trong lều vải, uống cốc cà phê Gu Lân đưa tới cho chúng tôi, mặt buồn thiêu nhìn trời mưa. Gu Lân thấy thế thì cười, Trung Quốc không phải có cấu thành ngữ gọi là thời tiết thì không thể đoán trước được hay sao? Cậu Trương à, tôi khuyến cậu không nên lo lắng, loại mưa kiểu này sẽ không quá một ngày đâu. Tôi im lặng thoáng nhìn Gu Lân, thầm nghĩ giờ này mà anh còn ngồi và vịt ở đây làm gì? Chắc chỉ để khoe khoang vốn tiếng Trung của mình thôi phải không? Nhưng anh có nói tốt hơn nữa cũng có so được với một người Trung Quốc không? Tôi đang suy nghĩ lung tung thì A Quảng rủ áo mưa đi vào trong lều, tay anh ta cầm một vật màu trắng, anh ta mừng rỡ nói với chúng tôi, xem đội viên của tôi tìm được gì này. Tôi đứng ngay dậy nhìn đồ vật trong tay anh ta, tôi hỏi dò, cái này là mảnh vỡ máy bay à? A Quảng gật đầu trả lời, đúng vậy, đây chính là một miếng mảnh vỡ máy bay, đội viên của chúng tôi tìm được nó ở bìa rừng, cắm xiên trên mặt đất. Chắc là do lúc máy bay hạ cánh khẩn cấp cánh quét phải ngọn cây, rơi mất một mảnh. Tôi đặt tay lên trên mảnh vỡ, nhưng tiếc là chẳng cảm giác được gì. Nhưng có thể tìm thấy mảnh vỡ ở bìa rừng, điều đó chứng minh máy bay rơi ở gần đây. Chúng tôi quyết định, chỉ cần tạnh mưa là mọi người sẽ lập tức tiến vào rừng tìm kiếm. Quả nhiên Gu Lân nói đúng, trận mưa rất to này đến trưa hôm sau thì tạnh, ánh mặt trời gay gắt lập tức xua tan mây đen. Thời tiết nơi này giống như một đứa trẻ 3 tuổi vậy, thay đổi thất thường, vừa khóc xong đã cười được. Ăn xong cơm trưa, ngoại trừ 2 đội viên ở lại canh trại, còn toàn bộ những người khác đều đã chờ sẵn để xuất phát, chuẩn bị lục soát ở ven rừng trước tiên. Bởi vì chú Lê đã lớn tuổi, nên chú ấy ở lại canh giữ trại cùng với 2 đội viên kia. Rừng cây vừa mưa xong nên độ ẩm rất cao, làm bộ đồ đi rừng của tôi như dính trên da. Nếu như có thể tôi thật sự muốn cởi sạch bộ đồ trên người mình xuống. Nhưng Gu Lân đã nói, trong rừng có rất nhiều muỗi, để hở da thịt ra ngoài quá nhiều là việc làm vô cùng không thông minh. Trước đây tôi đã nghe người ta nói, muỗi ở Hải Nam lớn đến mức 3 con là có thể xào thành một đĩa ăn, nhưng nhìn khí hậu nơi này, sao tôi có cảm giác con muỗi cũng không hề nhỏ chút nào. Cũng may Gu Lân là một người dẫn đường rừng rất giỏi, anh ta hiểu rất rõ nên đi thế nào trong rừng. Ví dụ như, anh ta nói ở trong rừng nhiệt đới, nếu như không cần thiết thì tốt nhất đừng lội nước, nếu bắt buộc phải đi thì phải bó chặt ống quần lại, bởi vì trong nước có một số con vật khiến người ta nổi da gà. Nếu để bọn chúng chui vào trong quần áo thì, ái chà, nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Bởi vậy khi tiến vào rừng, chúng tôi hết sức tránh những vùng nước, nhưng vì trời mới mưa, có lúc mà không chú ý dưới chân, sẽ dẫm ngay vào vũng nước động. Người chẳng có một chút kinh nghiệm sinh tồn trong rừng nào giống như tôi, đúng là từng bước gian nan. Lúc này tôi mới phát hiện, dường như Viên Mục Giả cũng khá quen thuộc với loại rừng nhiệt đới như thế này. Nhưng nghĩ lại thì dù sao Quảng Tây cũng là khu vực núi cao rừng rậm khí hậu nhiệt đới, cậu ta sống ở vùng núi với bà nội từ bé, nên tự nhiên là biết nhiều hơn tôi. Vì cây cối trong rừng quá rậm rạp, cho nên Gu Lân và A Quảng đi trước, dùng dao rựa mở một con đường vừa cho một người đi.